Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tình hình dịch COVID đang phức tạp, Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội. Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tạm dừng việc đăng ký, sang tên xe ô tô. Nên những ai muốn mua xe ô tô mới cũng không thể đăng ký ngay được. Để giúp cho những ai đang cần xe ô tô có biển để đi ngay, chúng tôi bán chiếc xe siêu lứt chưa bóc ni lông còn gần như xe mới. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động, model 2021. Siêu lướt hơn 2.000 km đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, biển kép rất đẹp. Là bản full, nên xe được trang bị đủ option như nội thất da, khóa thông minh để nổ start, stop, điều hòa tự động, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control, màn hình trung tâm thông minh, giải trí thông tin đa phương tiện như GPS, dẫn đường, nhắc hạn chế tốc độ, YouTube, radio, cửa nóc, gương chiếu hậu chống chói, gương gập điện, tích hợp xin nhan trên gương và còn rất nhiều tính năng an toàn cũng như option khác xe đã lắp thêm trải sàn 5D. Phim cách nhiệt xịn, mới thay dầu lần đầu ở 2.000 km, xe chưa một vết sơn lại, không một vết xước, không khác gì xe mới. Xe vẫn còn bảo hành dài tại hãng Hyundai Việt Nam. Quý vị có thể đến xem và kiểm tra xe tại bất cứ đại lý Hyundai nào mà quý vị muốn. Đây là một trong những giải pháp tốt nhất trong thời điểm hiện nay. Quý vị vừa có xe ô tô đi ngay, xe thì vẫn như xe mới mà giá thì lại rẻ hơn xe mới gần 100 triệu. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 539 triệu đồng và vẫn hỗ trợ trả góp, vay tối đa lên đến 70% giá trị xe, với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Trọng Tuấn xin trân trọng cảm ơn. Mm-hmm.